Là một doanh nhân, song Lý Nhã Kỳ lại nổi tiếng không kém gì các ngôi sao của làng giải trí. Không chỉ gây chú ý với đam mê về kim cương, nữ doanh nhân họ Lý còn là một tay chơi đồng hồ đích thực. Bộ sưu tập đồng hồ của Lý Nhã Kỳ có gì đặc biệt? Hãy cùng tìm hiểu với Galley Watch nhé! Đồng hồ Richard Mille RM0702 Pink Lady Sapphire. Bạn sẽ phải choáng ngợp khi biết giá bán của chiếc đồng hồ này. Richard Mille RM0702 Pink Lady Sapphire có giá bán niêm yết lên tới 1,2 triệu đô la Mỹ, tương đương 28 tỷ đồng. Sản phẩm này được Richard Mille ra mắt vào năm 2016. Sản phẩm có lớp vỏ được chế tác hoàn toàn bằng đá sapphire hồng. Mặt số trung tâm được khảm xà cừ sang trọng, xung quanh là hàng chục viên kim cương trắng sáng lấp lánh. Phía sau của đồng hồ là bộ máy tự động cùng với roto được làm bằng vàng hồng, có kim cương gắn lên. Và để hoàn thành được một chiếc AM0702 Pink Lady Sapphire, các người thợ đồng hồ đã phải bỏ ra hơn 40 ngày chế tác liên tục, trong đó có hơn 800 giờ gia công. Đây cũng là mẫu đồng hồ đắt giá nhất trong bộ sưu tập của Lý Nhã Kỳ. Đồng hồ Richard Mille RM0701 Nephrite. RM0701 Nephrite là phiên bản đồng hồ giới hạn chỉ có tại các cửa hàng Richard Mille EMEA, Trung Đông, Châu Phi và Châu Âu. Vỏ bên ngoài của đồng hồ được làm từ gốm ceramic màu trắng nên rất cứng cáp và chắc chắn. Mặt số được thiết kế dạng skeleton trẻ trung độc đáo. Để tăng thêm phần lộng lẫy cho tạo tác, nhà sản xuất đã nạm kim cương phun vòng trung tâm mặt số cùng bộ kim thép bóng bẩy. Hệ thống cặp chỉ giờ được cách điệu với tạo hình giọt nước đầy nữ tính và mềm mại, được phủ chất phát quang có khả năng phát sáng hiệu quả trong bóng tối. Giá niêm yết cho sản phẩm này là 125.000 euro, tương đương với 3 tỷ đồng. Đồng hồ Richard Mille RM0701 Gold Quartz TBT. RM0701 Gold Quartz TBT là phiên bản đồng hồ được chế tạo bằng vàng 18K. Mặt số được chế tác ấn tượng nhờ sự kết hợp của hai tông màu vàng và trắng. Trung tâm mặt số phủ đầy kim cương giúp cho cỗ máy thời gian này luôn lấp lánh và tỏa sáng trên cổ tay của người đeo. Ngoài ra, ở thiết kế này, nhà sản xuất Richard Mille vẫn sử dụng dây đeo cao su bền bỉ và cá tính, tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn vô cùng thể thao và khỏe khoắn. Hiện nay, RM0701 Gold Quartz TBT đang được bán với giá là hơn 7 tỷ đồng. Đồng hồ Graff Classic Butterfly Diamond and Emeralds. Đây là chiếc đồng hồ tuyệt vời được trang bị vỏ tròn 32mm bằng vàng trắng. Phần gờ và vỏ được trang trí hoàn toàn bằng 232 viên đá. Bao quanh một mặt số kim cương pavé 16mm ở trung tâm chỉ giờ và phút với kim dây màu xanh. Chưa dừng lại ở đó, mặt số còn được bao quanh bởi những con bướm xinh đẹp làm bằng ngọc lục bảo, kết hợp với dây da cá sấu cùng màu giúp Lý Nhã Kỳ lộng lẫy hơn trong mọi buổi tiệc. Đồng hồ Frank Muller Double Mystery Round 42. Lý Nhã Kỳ từng gây ấn tượng trong một chương trình truyền hình khi xuất hiện trong bộ trang phục đầy nam tính và chiếc đồng hồ đắt đỏ nạm đầy kim cương đến từ thương hiệu Frank Muller. Double Mystery có cơ chế đếm giờ rất độc đáo khi hai mũi tên chỉ giờ và phút được đặt trên hai đĩa xoay độc lập và ứng với mỗi phút, cả đĩa xoay này sẽ dịch chuyển thay vì cơ chế chuyển động của các cây kim thông thường. Được biết, món phụ kiện này có giá trị khoảng 2 tỷ đồng. Không hổ danh là bảo hoàng kim cương, Lý Nhã Kỳ cho thấy độ chịu chơi của mình khi bỏ ra nhiều tỷ đồng để sở hữu những mẫu đồng hồ danh giá đắt đỏ bậc nhất thế giới. Bạn cảm nhận thế nào về bộ sưu tập đồng hồ của Lý Nhã Kỳ? Hãy để lại ý kiến ở phần comment bên dưới nhé!